Người dân sợ không kham nổi tiền sử dụng đất theo bảng giá đất mới. Dù thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng áp dụng bảng giá đất mới từ 1 tháng 8 theo kế hoạch, nhưng nỗi lo ngại giá bất động sản tăng, gánh nặng tiền sử dụng đất tăng vẫn còn nguyên. Nội dung cụ thể ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Theo báo Thanh Niên, nhiều người dân cho rằng đơn giá đất ở theo giá thị trường họ không phản đối. Tuy nhiên, thành phố cần cân đối tỷ lệ thu tiền sử dụng đất sang đất ở đối với cá nhân, hộ gia đình, bởi nếu cao bằng, có thể ngân sách càng thất thu vì vượt sức của người dân. Nhiều người muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ dừng lại. Người có nhu cầu mua bất động sản để đầu tư cũng sẽ chùng tay vì giá tăng quá cao. Không những thế, sẽ phát sinh tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép, phát sinh tiêu cực hơn vì giá trị quá lớn. Anh Nguyễn, một người dân tại thành phố Hồ Chí Minh nói, điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp thực tế nhằm kiểm soát việc đầu cơ bất động sản, sử dụng hiệu quả quỹ đất, ai cũng đồng tình ủng hộ. Nhưng tăng cái vèo lên 10 đến 20 lần thì không phù hợp với thu nhập của người dân hiện nay. Do đó cần phải xem xét điều chỉnh, phải làm sao cho phù hợp với thu nhập thực tế, chứ làm chính sách xong mà hầu như người dân không tiếp cận được luôn thì không ổn. Một người dân khác cho biết có 78m² đất trong khu dân cư hiện hữu. Vì không có tiền nên chưa chuyển đổi mục đích lên thổ cư. Đến giờ, tiền sử dụng đất từ 200 triệu nhảy vọt lên gần 3 tỷ đồng thì việc chuyển đổi càng trở nên xa vời, quá tầm tay anh. Thành phố nên có chính sách thu tiền sử dụng đất phù hợp cho hộ gia đình cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích để ở. Đất trong hạn mức cho phép khác với đất làm dự án, người này nói. Theo các chuyên gia, Điều 159 Luật Đất đai 2024 quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2026 là bảng giá đất được lập theo phương pháp định giá đất theo thị trường. Thế nhưng, dự thảo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh lại tính theo giá thị trường để điều chỉnh giá đất cho bảng giá đất giai đoạn 2020 đến 2025 là không đúng với tinh thần của Luật Đất đai 2024. Minh chứng là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa điều chỉnh hệ số K áp dụng vào 29 tháng 7 2024, còn Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh bảng giá 2020 đến 2025 thì phải trong khung giá vì bảng giá này bị điều chỉnh bởi khung giá. Khung giá chỉ bỏ với bảng giá 1 tháng 1 2026 trở đi. Nếu bỏ qua khung giá mà cho phép áp giá theo giá thị trường cao hơn cả khung giá thì quy định cho giá 2020 đến 2025 hiệu lực tới 31 tháng 12 2025 là vô nghĩa, không còn là điều chỉnh nữa mà là thay luôn bảng giá mới. Thạc sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Phó trưởng khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Luật cũng cho rằng, theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng trung bình 7 lần so với mức hiện tại theo quyết định số 02/2020. Cá biệt có một số tuyến đường tăng đến 50 lần. Việc này sẽ mang đến những ưu điểm và bất lợi cho các bên có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó những ưu điểm có thể thấy như giá đất tăng giúp tăng thu ngân sách từ các khoản thuế và chi phí liên quan đến đất đai như thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuế đất phi nông nghiệp và phí trước bạ. Việc điều chỉnh giá đất tiệm cận với giá thị trường giúp phản ánh chính xác hơn giá trị thực tế của tài sản đất đai, tạo cơ sở pháp lý minh bạch cho các giao dịch mua bán, chuyển nhượng. Giá đất tăng có thể làm giảm tình trạng đầu cơ đất đai vì chi phí mua đất sẽ cao hơn, khiến việc giữ đất để đợi tăng giá trở nên ít hấp dẫn hơn. Giá đất cao có thể thúc đẩy các nhà đầu tư phát triển các dự án bất động sản một cách bài bản hơn, tăng cường cơ sở hạ tầng và dịch vụ, góp phần phát triển đô thị bền vững. Tuy vậy, những bất lợi có thể kể đến như người dân sẽ phải đối mặt với gánh nặng tài chính lớn hơn khi muốn mua đất hoặc nhà ở, đặc biệt là những người có thu nhập thấp hoặc trung bình. Giá đất tăng cao làm cho chi phí mua nhà ở trở nên đắt đỏ hơn, làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở của nhiều người, đặc biệt là những người trẻ hoặc gia đình mới. Các doanh nghiệp sẽ phải chịu chi phí thuê đất và mặt bằng cao hơn, ảnh hưởng đến lợi nhuận và có thể dẫn đến việc tăng giá hàng hóa và dịch vụ, gây áp lực lạm phát. Sự tăng giá đột ngột có thể gây ra tình trạng bất ổn trên thị trường bất động sản. Với sự tăng giá quá nhanh, có thể tạo ra bong bóng bất động sản, dẫn đến các rủi ro tài chính và kinh tế. Để tận dụng tối đa các lợi ích và giảm thiểu các bất lợi, cần có các chính sách hỗ trợ đi kèm như chính sách nhà ở xã hội, hỗ trợ vay vốn, mua nhà cho người thu nhập thấp và các biện pháp kiểm soát thị trường bất động sản để ngăn chặn đầu cơ và bong bóng. Đặc biệt, nhà nước cần thay đổi ngay chính sách thuế sử dụng đất phi nông đã thực hiện hơn 12 năm với nhiều quy định nay đã lạc hậu so với thực tế. Loại thuế này sẽ tạo ra sự tổn thương rất rõ ràng đến mọi hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh khi giá đất tăng. Bởi lẽ, bỗng dưng họ phải nộp thuế tăng lên 7 đến 50 lần so với hiện tại. Đây là gánh nặng không hề nhỏ, ông Hiếu phân tích. Bạn đánh giá như thế nào về tác động của bảng giá đất mới tại thành phố Hồ Chí Minh với giá cả nhà đất thành phố Hồ Chí Minh khi có hiệu lực?
hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh ban hành bảng giá đất mới, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Giá chung cư, đất nền đua theo bảng giá đất mới. Thông tin từ báo Tiền Phong, Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến về bảng giá đất mới theo quy định tại khoản 1, điều 257 Luật Đất đai năm 2024. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, bảng giá đất điều chỉnh theo Luật Đất đai năm 2024 đã thực hiện theo nguyên tắc thị trường, sát giá thị trường. Dựa trên dự thảo bảng giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HORIA, tính toán một quận và 4 huyện có mức tăng giá đất tại một số vị trí đất nền trên 30 lần, cá biệt tại huyện Hóc Môn có mức tăng giá lên đến 51 lần. Cụ thể mức giá đất tại quận 1 tăng 5 lần, quận 3 tăng 4 đến 9 lần, quận 4 tăng 11 lần, quận 5 và quận 7 tăng 6 lần, quận 6 tăng 5 đến 11 lần, quận 8 tăng 4 đến 18 lần, quận 10 tăng 5 đến 6 lần, quận 11 tăng 4 đến 9 lần, quận 12 tăng 3 đến 33 lần, quận Bình Thạnh tăng 5 đến 13 lần, quận Gò Vấp tăng 7 đến 11 lần, quận Phú Nhuận tăng 7 đến 8 lần, quận Tân Bình tăng 7 đến 12 lần, quận Tân Phú tăng 7 đến 17 lần, quận Bình Tân tăng 9 đến 17 lần, Thành phố Thủ Đức tăng 6 đến 35 lần, huyện Hóc Môn tăng 5 đến 51 lần, huyện Củ Chi tăng 9 đến 31 lần, huyện Bình Chánh tăng 2 đến 36 lần, huyện Nhà Bè tăng 7 đến 23 lần, huyện Cần Giờ tăng 8 đến 23 lần. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HORIA khẳng định, dự thảo bảng giá đất không tác động đến việc định giá đất cụ thể, không làm tăng chi phí nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án bất động sản, nhà ở thương mại. Lý do, nhóm dự án này không áp dụng bảng giá đất mà chủ yếu áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Tuy nhiên, dự thảo bảng giá đất sẽ có tác động đến chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do người sử dụng đất sẽ có xu thế đòi bồi thường cao hơn trước đây. Chi phí đầu vào bị đẩy lên cao hơn, gây tác động dây chuyền làm tăng giá nhà, giá thuê nhà, tăng chi phí tiền thuê đất, thuê nhà xưởng trong các khu công nghiệp và tại các dự án đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch. Điều này dẫn đến việc có thể làm tăng giá cả hàng hóa nói chung và những tác động bất lợi đến cả các dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp thỏa thuận về những chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Vậy bảng giá đất mới sẽ tác động đến người mua không? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây để tìm câu trả lời nhé. Bạn là môi giới hay chính chủ đang muốn bán hoặc cho thuê nhà? Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Chỉ với 21.600 đồng, bạn có thể đăng tin lên 3 nền tảng của Cà Phê Lên, giúp thông tin của bạn tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến người mua hoặc thuê nhà tiềm năng. Còn chần chờ gì nữa, hãy chọn ngay gói đăng tin phù hợp tại shop Cà Phê Lên dưới video này để nâng cao cơ hội giao dịch thành công. Mua gói đăng tin Cà Phê Lên, bán nhà thần tốc.